Có thấy được chữ Bình Hiệp không? Máy đặt đó đã thấy rồi. Chữ Bình Hiệp ở đâu? Bình Hiệp kìa, ở người ta nhà sau. Lùi ra đây chứ. Phải đi tầng cao quá. Xa quá. Phải đi tầng cao quá. Đó, đi xe máy kìa. Dạ. Xong rồi em đan xuống lấy được cả 40 dòng đấy. Hết đàn, hết đàn. Thank you.
mà để. Cột mốc của mình là 50 mét. Mốc bên dưới. Cái anh này để quay. Google tỉnh Sơn Tây Campuchia. Còn đây là cái xã Bình Tân. Xã gì? Xã Bình Tân của bản xã Kiến Tường. Bình Tân hả? Tỉnh Sơn Tây. Đây nó có một cái cọc dấu đây, cái cọc dấu cái giữa hai cái cọc hai cái cột mốc 212 13 đấy. Dạ. Yeah. Có một cái cọc dấu này. Cái gì anh, cột gì anh? Cột mốc 213. Rồi dừng lại cho anh ha, mình dừng đây đúng không? Mình né đông đá ra. Mình tránh cái đống ấy, mình ra chỉ công ấy mà tí mình quay mốc đấy thôi. Này mốc mình quay cái đống trên đấy. Nó gần. Tại vì anh sợ là đổ bên mốc, đất bên kia. Không có sao, nó vẫn đang nằm bên mình mà. Ừ, nằm bên mình nhưng nó gần mốc. Bây giờ quay đặc tả thôi, để đang nói là đang thi công những con đường này. Đẹp rồi. Rồi chú em đi ra ngoài luôn mà. Quay được cái cận 23. Có lại đang quay chứ coi đâu. Cái này không có quốc huy à? Quay ra dung à, không quay cái mạnh ra luôn. Ủa, vừa thôi cũng ăn cắp rồi. Chưa quay cận cái đó, cho một cái lia 360 độ.
tán thôi. Chưa mấy ông đứng cả. Đẹp không? Dạ đấy em lớn. Cái này đẹp chưa? 360 độ à? Có chữ bên kia nữa kìa, nó bên trong kia nữa kìa. Chưa. Nước mưa người ta thấm xuống ông nội. Cho cận đi. Đây điểm được rồi. Suy lét à? À? Hả? Suy lét à? Suy lét gì? Nước sáng. Nước sáng thấy không. Ủa rồi từ từ. Nhớ lắp vào cột móc nhé. Lấy nói với cầu móc luôn, cần gì lắm kìa.